Hello everyone, welcome back to my channel. Rất vui được gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thì video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái tip trick cả hai, đó chính là việc của mình xử lý các cái khung viền này ha, cái đường boundary chain này bằng cách thay đổi như thế nào ha. Có thể ấn hoặc là các bạn có thể thay đổi to nhỏ tùy theo ý muốn của mình. Ví dụ như bây giờ mình có một khung viền như thế này, mình muốn thay đổi nó nhỏ lại thì các bạn cứ việc chọn vào cái hình chiếu này, rê chuột vào hình chiếu ha, cái chuột phải bạn chọn là boundary ha. Sau đó bạn có thể chọn bằng các cái công cụ quét ha. Các bạn chú ý là phải chọn vào hình chiếu trước nha. Sau đó bạn sẽ chọn vào phần menu này. Bạn quét kiếm lại một cái biên dạng mới ha, phù hợp với cái hình chiếu của mình hơn ha. Thì trường hợp này thì các bạn có thể thay đổi cái đường boundary chain, chính là cái vùng giới hạn của cái hình chiếu đó. Có nghĩa là mình cho phép nó to, cái vùng giới hạn của cái hình chiếu đó to nhỏ thì tùy thuộc vào ý của mình. Được chưa? Sau đó mình có thể sử dụng cái công cụ tìm kích thước để mình ghi kích thước. Còn trong nhiều trường hợp mình muốn hai cái đường boundary chain này đi đó, thì thay đổi như thế nào thì bằng cách bạn chọn vào file này, bạn chọn vào personal ha, bạn chọn vào drafting, được chưa? Rồi sau đó bạn sẽ chọn vào phần là view ha, view có phần theo view bạn sổ số ra ha, có thể view. Những cái công cụ này thì đối với những video đầu tiên mình nói khá là kỹ và giải thích khá là kỹ rồi ha, thì bạn cứ sổ cái thẻ view này ra này. Bạn sẽ chọn vào phần là workflow ha, tích ở phần boundary chain là đi workflow, nghĩa là cái quy trình làm việc của mình đó. Thì quy trình làm việc mình có để cái đường khung viền không, thì đường border chính là cái khung của mình, thì mình muốn hiển thị thì hiển thị, hoặc là mình tích bỏ thì tích vào ha, tích bỏ thì nó sẽ không còn cái viền nữa. Nhưng mà khi mà các bạn rê chuột vào thì nó vẫn có cái hình chiếu đó ha, cái khung viền đó, nhưng mà nó chỉ ẩn tạm thời thôi, ok chưa, thì nó sẽ đỡ rối mắt hơn rất là nhiều. Còn bạn muốn hiển thị thì bạn cứ kích vào file, bạn chọn vào personal này, bạn chọn vào drafting này, bạn sẽ chọn vào phần workflow, tích vào display, bạn có thể thay đổi cái color, cái khung viền của mình nha. Đấy, ví dụ như vậy, ok. Đấy, thì khung viền nó sẽ có cái khung nó sẽ là theo cái màu của mình, được chưa? Đó thì nó rất là hay ha. Rồi còn bạn muốn tắt thì bạn cứ vào file panorama này, chọn vào drafting này, chọn vào phần workflow này, tích bỏ đi, được chưa? Tích bỏ đi, được chưa? Ok. Đó.